chủ vân tay tiếp theo mà chúng ta sẽ đi đó là chủ vân tay Una. Về hình dáng của chủ vân tay Una thì nó giống như là một cái dòng thác nước, nó đổ về một hướng, thì chủ Una nó sẽ đổ về cùng hướng của tay đó. Đó. Và về tính cách của chủ vân tay Una thì nhân ví như đó là người phụ nữ hồi xưa mà có cái tính căm chịu, có tính chịu đựng rất là tốt, nhưng mà ngày nay mà người sở hữu chủ vân tay Una thì cũng sẽ không còn như vậy nữa, chúng ta phải lưu ý. Và ở đây là người sở hữu chủ vân tay Una là một cái người thân thiện, hòa đồng và cởi mở với mọi người, nhưng mà họ sẽ không giỏi thiết lập mối quan hệ trong xã hội và thường không chủ động giao tiếp, thích quan sát. Có nghĩa là người sở hữu chủ vân tay này đến đi đến một cái môi trường nào đó thì họ quan sát, họ để ý, họ xem những cái người nào thân thiện, vui vẻ, thoải mái giống như mình thì đó là những cái người đầu tiên họ có thể là làm quen. Và ở đây có tinh thần đồng đội, linh hoạt, dễ chấp nhận và hài nhã. Về tính cách của người này thì rất là tình cảm, rất là nhẹ nhàng, và họ có thể dễ dàng chấp nhận những yêu cầu của người khác đối với những người thân và người quen thôi. Nếu mà một đứa bé mà sở hữu chủ vân tay này thì bạn bè nó mà nhờ một việc gì đó thì nó cũng dễ dàng nhận lời, nó rất là dễ nhận lời, do đó chúng ta phải lưu ý. Và dễ dàng chấp nhận ở đây đó là một cái mà hạn chế, có nghĩa là ba mẹ có thể là áp đặt đứa bé sở hữu chủ vân tay này, mặc dù nó không thích và nó không muốn nhưng mà nó vẫn có thể là làm theo. Có một cái trường hợp mà nhân khi nhân viên chia sẻ về sinh sắc vân tay á, thì bạn đó là nam nhưng mà 10 ngón trong 10 ngón tay thì có 9 ngón là Una và một ngón VKT là một ngón ngôn ngữ. Cái cách nói chuyện của bạn rất là mạnh mẽ, rất là hùng hồn, nhưng mà về tính cách của bạn rất là nhẹ nhàng và tình cảm. Và ba mẹ bắt bạn là phải học để lấy cái bằng đại học, nhưng mà bạn không thích học đại học và bạn chỉ thích là đam mê về bóng rổ, và bạn là đội trưởng của đội bóng rổ ngoài Đà Nẵng và bạn cực kỳ đam mê, nhưng mà ba mẹ lại không thích bạn, không muốn bạn đi vào cái con đường và thể thao và ép bạn là phải học đại học. Và cái vấn đề xảy ra là bạn vẫn đi học, nhưng mà học 7 năm rồi nhưng mà vẫn ra trường, và bạn là học về công nghệ thông tin. Và một khi mà chia sẻ về sinh trắc vân tay làm một bài cho bạn thì bạn thấy tài năng của mình về thể thao là có, và bạn mới nói với gia đình là tài năng con nằm ở đây và con muốn đi về lĩnh vực này. Thì sau đó ngày hôm sau thì bạn mới gặp lại mình và chia sẻ là bây giờ thì ba lại muốn bạn là lập gia đình, mặc dù bạn không thích, nhưng mà mình hỏi là không thích thì bạn có làm không, thì khi đó bạn nói là ba mẹ thích, ba mẹ muốn, nhưng mà bạn vẫn phải làm mặc dù là bạn không muốn về vấn đề đó. Đó, cái sự về dễ chấp nhận và người mà sở hữu chủ vân tay này, nó nói là đó là một cái hạn chế rất là lớn, và luôn hướng đến hòa bình, ghét sự tranh cãi, đồng thuận và không thích đối đầu. Có nghĩa là người sở hữu chủ vân tay này trong tính cách thì cái người đó rất là nhẹ nhàng và không thích sự đối đầu, không thích sự tranh cãi đối với người khác, không thích sự hơn thua. Trong một cái cuộc mà nói chuyện cãi vã thì người này thôi để cho người khác hơn mình, chịu thiệt về bản thân của mình vẫn được. Nhưng mà với cái quan niệm, cái cách nhìn nhận đó thì nó cũng khá là tốt, có nghĩa là người này sẽ mang giá trị là cho đi nhiều hơn. Và ở đây nếu mà trong kinh doanh mà người sở hữu chủ vân tay khi mà đi đàm phán, đi ngoại giao thì lại rất là tốt. Họ không có nghĩa là nếu mà một đối tác mà yêu cầu cái người này là có thể là bớt cho tôi bao nhiêu phần trăm đó thì tôi sẽ ký hợp đồng, thì người này có thể là sẵn sàng sẽ bớt phần đó và ký hợp đồng. Tại vì họ nghĩ không nghĩ là mất cái phần đó, mà họ sẽ nghĩ là được cái hợp đồng đó và được về lâu dài về sau. Đó, chính vì cái suy nghĩ đó cũng khá là ok. Và cái người này nếu mà trong hôn nhân gia đình mà nam nữ mà vợ chồng mà có vấn đề thì cãi nhau thì cái người này có xu hướng cũng không có cãi lại và nói nhiều, nhưng mà đến lúc mức nào đó thì người này nói ra thì vấn đề nó rất là, có nghĩa là nói ra là đúng vào trọng tâm chứ không phải là người đó cãi mà cãi xuông đó, mình lưu ý. Và người mà sở hữu chủ vân tay này, ngoài cái việc là giao tiếp tốt và rất là khéo léo, một đứa bé mà sở hữu chủ vân tay này nó giao tiếp rất là tốt, có nghĩa là nó sẽ giao tiếp với từng đối tượng rất là ok. Ba nó thì giao tiếp theo một cách khác, và mẹ thì giao tiếp một cách khác, và ông bà giao tiếp một cách khác. Nếu mà người khó tính thì sẽ giao tiếp theo người khó tính và làm cho họ hài lòng rất là tốt đó. Và thích nghi tốt, là dễ hòa nhập vào môi trường, có tư duy linh hoạt và khả năng tương thích cao, và người này hòa nhập vào môi trường cũng rất là nhanh nhạy, giống như chủ vân tay VKD, hòa nhập và thích nghi vào môi trường rất là nhanh, nhiệt tình, sống tình cảm và dễ cảm thông cho vấn đề của người khác. Và người này là người rất là nhiệt tình, bởi vậy nếu mà trẻ con thì nhờ cái gì cũng dễ nhận lời và làm, là làm cho tốt và làm tốt hơn cho bản thân nữa. Rồi, và dễ cảm thông cho người khác, rất coi trọng mối quan hệ, có nghĩa là cho người này sẽ quan trọng cái việc là
người khác đánh giá gì về bản thân của mình và coi trọng cái mối quan hệ đó, thì đây là một cái hạn chế khá lớn trong tính cách này. Mà ai nhờ gì cũng làm mà sợ người khác đánh giá không ổn thì là không được đó, mình phải để ý và biết lắng nghe, chấp nhận ý kiến từ người khác nè, biết lắng nghe chấp nhận ý kiến từ người khác, khéo léo trong cách cư xử nè, bằng cách nào đó làm chiều ý người khác là tốt nè, chu đáo biết quan tâm đến mọi người, sống tình cảm và thích tự do. Tính cách của người này về họ là sống rất là tình cảm và thích sự tự do thoải mái. Có thể là một ngày họ chỉ cần làm 8 tiếng thôi, tối về họ là dành thời gian nhiều để dành cho sự giải trí thoải mái và bên gia đình nhiều hơn. Còn cái việc mà để tăng ca nhiều mà kiếm tiền nhiều hơn thì cái người này trong cái suy nghĩ của họ nó sẽ không có đó, mình lưu ý. Và không, cái đặc điểm là cái sự sáng tạo của người này nó sẽ không cao, nhưng mà họ sẽ học hỏi từ môi trường rất nhanh, dễ bắt chước và dễ mô phỏng. Có nghĩa là đây là một cái điểm rất mạnh trong cái tính cách của chủ vân tay này, thì nó nói lên là cái khả năng mà họ quan sát, họ để ý người khác làm một cái việc gì đó thì sau đó gì họ làm lại và làm tốt hơn thì được, còn để họ mà tạo ra một cái sáng kiến mới thì cái điều đó là họ sẽ làm không được đó, mình để ý là họ sẽ làm không được. Và luôn quan tâm đến cảm nhận đánh giá của người khác về mình đó, luôn quan tâm đến cảm nhận. Và ở đây đặc biệt là chúng ta lưu ý nè, do đặc tính là dễ sao chép, dễ mô phỏng thì họ có thể là sao chép luôn về tính cách và về khả năng. Nếu mà về tính cách, họ chỉ cần bước vào một cái môi trường đó và ở trong đó thường xuyên thì tính cách của họ cũng gần giống như vậy, và họ bước sang môi trường khác ở một thời gian lâu thì tính cách của họ cũng bị thay đổi theo cái môi trường đó. Và ở đây thì khi mà bé mà có sự chủng vân tay này thì ba mẹ phải là làm người làm gương cho phù hợp, tại vì nếu mà ba mẹ làm gương không đúng thì đứa bé có thể là sao chép luôn cái mặt về tiêu cực và hạn chế đó. Nhưng mà về mặt khả năng, nếu mà bé nào muốn mạnh ở điểm nào thì đi theo và học tập làm việc cùng những cái người giỏi ở lĩnh vực đó thì về khả năng bé vẫn sao chép tốt giống như người đó, nhưng mà còn về nâng cao hơn thì sẽ rất khó. Rồi, thích làm việc một cách ngăn nắp nè, dễ bị ảnh hưởng từ môi trường, có nghĩa là về quan điểm, về suy nghĩ, về nguyên tắc lập trường của người sở hữu chủng vân tay Una cũng sẽ không vững, có nghĩa là dễ bị tác động. Họ đưa ra quyết định, họ đạt mục tiêu và là muốn làm rồi mà người khác tác động vào thì họ lại suy nghĩ lại và họ có thể là đưa ra một cái quyết định khác. Và người sở hữu chủng này thì khi mà quyết định lại là mang tính tình cảm, suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, đây là một cái hạn chế. Và luôn muốn được khen ngợi, khích lệ và ghi nhận, có nghĩa là người sở hữu chủng này chúng ta chỉ cần khen thôi, nói bạn rất là giỏi, bạn làm được mà, thì họ sẽ làm. Rồi, hiếm khi đặt ra mục tiêu lớn, luôn biết tận hưởng cuộc sống, có nghĩa là người sở hữu chủng vân tay này thì đối với họ mục tiêu đặt ra nó không phải là cao, đặt ra mục tiêu vừa là được rồi và họ làm nó sẽ ok hơn. Còn cái việc đặt ra mục tiêu nó phải là ông này bà nọ hoặc là những cái vị trí cao hoặc là tiền rất là nhiều trong cuộc sống thì họ sẽ không đặt ra mục tiêu đó, nhưng họ đây là họ luôn biết tận hưởng cuộc sống, có nghĩa là giống như hồi nãy nhân chia sẻ đó, là cái ví dụ là họ không cần phải tăng ca, họ làm về, họ dành thời gian nhiều để nghỉ ngơi nhiều hơn. Và người sở hữu chủng vân tay Una là thích sự tự do, thích sự thoải mái, do đó họ sẽ thích đi du lịch, thích đi khám phá những nơi này nơi kia và họ sống rất là tình cảm. Và người này á, về những mặt hạn chế cũng là bị cảm xúc chi phối rất là nhiều và có xu hướng là làm việc gì cũng từ từ, cũng chậm chạp, thì việc đó là một cái hạn chế rất là lớn. Chúng ta cần phải khắc phục cái việc này cho đứa trẻ. Và một cái đặc biệt là cái người này do đặc tính là dễ dàng chấp nhận và dễ thích nghi vào môi trường thì nên lựa chọn những cái việc mà phù hợp và những cái môi trường phù hợp để người này làm việc nó tốt hơn. Và khi giao tiếp tương tác với người này, chúng ta thể hiện sự chân thành của mình, nói chuyện một cách ngắn gọn là được rồi. Và người này thì rất là dễ mềm lòng, do đó cái đây là cái hạn chế lớn chúng ta cần phải là khắc phục cái vấn đề về dễ mềm lòng này. Nếu mà người nào mà muốn nói cái nhờ cái gì đó thì chúng ta cũng dễ dàng nhận lời thì không ổn. Nhưng ví dụ nếu mà cái người nào đó mà biết chúng ta sống rất là tình cảm và dễ mềm lòng mà mượn tiền chúng ta mà chúng ta lại dễ cho mượn mà lại khó đòi thì lại không được. Đây là một cái hạn chế lớn chúng ta cần phải khắc phục nhanh.